Kính chào quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang nóng trở lại khi bản án được công bố. Ngoài tội danh dành cho các bị cáo, rất nhiều giao dịch giữa bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân tổ chức khác đang dần lộ diện. Trong đó phải kể đến vị đại gia là chủ lô đất số 213 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ lô đất đó chính là ông Hoàng Như Luận, kinh doanh tự do, thường trú tại số 9 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, hội đồng xét xử nhận định tháng 4 năm 2022, ông Hoàng Như Luận gọi điện cho bà Trương Mỹ Lan đặt vấn đề muốn chuyển nhượng 6 bất động sản tại số 213 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lô đất số 213 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3 được xem là đất vàng tại thành phố Hồ Chí Minh khi tọa lạc tại tuyến đường Điện Biên Phủ. Bà Trương Mỹ Lan giao cho Tô Thị Anh Đào làm việc cụ thể với ông Luận về việc nhận chuyển nhượng tài sản. Tô Thị Anh Đào đã gặp và trao đổi thỏa thuận thống nhất về việc mua 6 bất động sản tại lô đất số 213 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3 của ông Hoàng Như Luận với giá 480 tỷ đồng. Thanh toán ngay 180 tỷ đồng sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng công chứng cho ông Nguyễn Tiến Đạt, người được thuê đứng tên tài sản. Ngày 6 tháng 7 năm 2022, tại Văn phòng Công chứng Bình Thạnh, ông Hoàng Như Luận và ông Nguyễn Tiến Đạt ký 6 hợp đồng chuyển nhượng bất động sản nêu trên. Tổng giá trị tài sản ghi trên hợp đồng là 230 tỷ đồng. Bà Anh Đào đã chuyển 180 tỷ đồng tiền mặt, mỗi lần 90 tỷ đồng, để Tiến Đạt giao cho ông Hoàng Như Luận. Khoảng tháng 10 năm 2022, khi nghe tin bà Trương Mỹ Lan, Tô Thị Anh Đào đã bị khởi tố bắt tạm giam, ông Hoàng Như Luận và ông Nguyễn Tiến Đạt đã thống nhất đi rút hồ sơ tại chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để ký hợp đồng chuyển nhượng lại 6 bất động sản tại lô đất số 213 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3 cho ông Luận tại Văn phòng Công chứng Bình Thạnh vào ngày 21 tháng 11 năm 2022. Ông Luận giữ 6 bản hợp đồng chuyển nhượng, còn ông Đạt giữ 6 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện cơ quan tố tụng đã thu hồi toàn bộ giấy chứng nhận và hợp đồng liên quan. Hội đồng xét xử đã ra lệnh kê biên đối với tài sản này. Để đảm bảo khắc phục hậu quả cho vụ án, hội đồng xét xử cần tiếp tục kê biên để đảm bảo việc ông Hoàng Như Luận nộp lại số tiền 180 tỷ đồng. Họa vô đơn chí nhận 180 tỷ đồng từ tháng 7 năm 2022, ngay trước khi vụ án Vạn Thịnh Phát bị khởi tố không lâu. Qua vài lần chuyển nhượng qua lại, hiện tại 6 bất động sản của ông Hoàng Như Luận bị kê biên chờ ngày gom lại đủ tiền để giải tỏa kê biên nhận lại tài sản. Mới đây, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải bất ngờ bị đề nghị kỷ luật do có liên quan đến Vạn Thịnh Phát và vụ án AIC. Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật do chịu trách nhiệm trong các vi phạm liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Thông cáo phát đi trong chiều ngày 8 tháng 5 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo. Hậu quả, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý, sử dụng đất, tài chính, tài sản, đầu tư, quy hoạch, xây dựng ở các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ở các gói thầu, dự án do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện. Nhiều tổ chức Đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của nhà nước và nguồn lực xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền thành phố, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Trách nhiệm chính đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và một số tổ chức Đảng, đảng viên khác.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh báo Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021, Đảng ủy các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015-2020, Xây dựng Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy các sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Nguyễn Toàn Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bị khiển trách. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 và các ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong. Ông Lê Thanh Hải, 74 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang, là Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa 10 và 11, Ủy viên Trung ương ba khóa 9 đến 11. Ông Hải trải qua nhiều vị trí lãnh đạo ở Thành phố Hồ Chí Minh như Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hai nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 2005 đến năm 2010, nhậm chức từ tháng 7 năm 2006 và từ 2010 đến 2015. Tháng 3 năm 2020, ông Lê Thanh Hải bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2015. Nguyên nhân là trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông cũng bị xác định vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Thành ủy, trực tiếp kết luận nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành ủy. Với cương vị là Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giai đoạn 2001-2006, ông chịu trách nhiệm chính về các vi phạm của Ủy ban Nhân dân thành phố, trực tiếp ký một số văn bản không đúng với chủ trương của Hội đồng Nhân dân thành phố và quy định của Luật Ngân sách năm 2002, Luật Xây dựng. Những ngày gần đây, thông tin ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong quá khứ, ông Lê Thanh Hải được xem là người khởi nguồn cho những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình triển khai thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Bên lề Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 diễn ra hồi tháng 6 năm 2019, các đại biểu khách mời đã có những trao đổi với báo chí liên quan đến nội dung kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khi được giới truyền thông đặt câu hỏi về dự án Thủ Thiêm, ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Giờ tôi hưu rồi, có làm được gì mà trả lời." Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã thông báo về kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng đất đai tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết luận thanh tra đề cập đến nhiều sai phạm tại dự án Thủ Thiêm trong thời kỳ ông Lê Thanh Hải làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Thanh Hải giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001 đến năm 2006, sau đó được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Ông được phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 10 năm, từ năm 2006 đến năm 2015. Thời kỳ ông Lê Thanh Hải là lãnh đạo cao nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng là lúc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 được bắt đầu triển khai. Ông Hải đã ký nhiều công văn chỉ đạo liên quan đến việc quy hoạch, xây dựng khu đô thị mới được kỳ vọng là hiện đại nhất Đông Nam Á. Sau hàng chục năm, hôm 8 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định ông Lê Thanh Hải và hàng loạt cán bộ chủ chốt của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016 đã có sai phạm trong quá trình thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong ngày ông Lê Thanh Hải đưa ra câu trả lời: "Giờ tôi hưu rồi, có làm được gì mà trả lời?" khi được hỏi về dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm đó là ông Nguyễn Thành Phong đã có cuộc trao đổi ngắn với báo chí liên quan đến việc giải quyết dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Ông Nguyễn Thành Phong cho hay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ động tìm hiểu, thực hiện trên cơ sở kết luận thanh tra. Ông Phong cho biết thêm, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành khẩn trương liên quan đến yêu cầu thu hồi số tiền hơn 26.000 tỷ đồng mà kết luận Thanh tra Chính phủ đã đề cập. Đối với việc giải quyết quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Thủ Thiêm hơn 20 năm qua, ông Phong cho hay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có hướng giải quyết theo kết luận số 1483 đề cập đến 4,3 hectare ngoài danh. Song song đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng chủ động thực hiện 10 chính sách liên quan đến việc giải quyết những vấn đề ở Thủ Thiêm. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm,
nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và đại biểu Quốc hội đại diện cho cử tri quận 2 cho hay, bà cũng đã lưu lại bản kết luận thanh tra để nghiên cứu kỹ hơn. Trước đó, trong buổi tiếp xúc cử tri quận 2, khi nói về dự án Thủ Thiêm, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo Thường vụ Quốc hội về 4 vấn đề lớn ở Thủ Thiêm mà cử tri đặt ra, đó là xác định ranh giới quy hoạch, tính chính xác trong việc lập hồ sơ dự án, sử dụng 160 hectare như thế nào, vấn đề tái định cư cho người dân, lập đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra toàn bộ dự án. Sau đó, Ban Dân nguyện Quốc hội đã có công văn gửi tới cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề đã đặt ra. Thưa quý vị, 6 năm trước, năm 2018, dư luận dậy sóng khi có thông tin bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm thành phố Hồ Chí Minh bị thất lạc. Có rất nhiều ý kiến trái chiều về tấm bản đồ này, trong khi Sở Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh cho rằng tấm bản đồ 1/5000 khu đô thị Thủ Thiêm từ năm 1996 chưa từng thấy. Còn Bộ Xây dựng khẳng định tồn tại nhiều bản đồ về Thủ Thiêm mà Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương nói làm gì có bản đồ mà tìm.